Dạ vâng, xin chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà ở gần ngã năm Chùa Hang, xã Thới Tâm thôn huyện Hóc Môn của chú anh chị. Đường trước nhà của chú anh chị ha, đường trước nhà đường 3 mét đường thông của chú anh chị. Đối diện có căn nhà biệt thự rất là đẹp luôn nha, rất là sang trọng luôn. Đây căn nhà đây, căn nhà muốn giới thiệu của cô chú anh chị có kết cấu là một trệt một lửng của chú anh chị, có 3 phòng ngủ ha. Diện tích là ngang 4 dài 12. Chỗ hầm công nhận đủ của chú anh chị. Nhà thì phía trước là mình có cái hào đi vô có phòng khách của chú anh chị ha. Cầu thang thì nói chung là gác lửng cầu thang này bằng sắt của chú anh chị. Nhà này nhà sổ hồng riêng. Tường thì ốp lát gạch cao 1m2 nên cũng sạch sẽ của chú anh chị nha. Ở dưới có một cái phòng ngủ. Ở dưới có một cái phòng ngủ. Nên là nhà này mà ở tầm khoảng 5-6 người cũng ok, bởi vì nó có 3 phòng ngủ của chú anh chị. Ở dưới có một phòng ngủ đó rất là tiện cho người già rồi ở ha, người già rồi ở phòng ngủ ở dưới rất ok luôn. Phía dưới này là không gian, này không gian nấu ăn của chú anh chị ha, nhà bếp nấu ăn. Thì nhà một trệt một lửng thì nhà này cũng xây cũng rất là khá là đơn giản của chú anh chị. Nên về của chú anh chị mình mua thì mình tiện sửa chữa lại thêm ha, lắp thêm. Khu vực này khu vực nhà vệ sinh. Tường rất sạch sẽ, ốp lát cao, gạch ốp lát cao rất là sạch sẽ ha. Giá cũng cực kỳ là mềm để cho mình mua mình ở đó cô chú anh chị, hoặc cũng kinh doanh. Này còn có máy nước nóng luôn ha, máy tắm nước nóng. Thì nhà này ngay gần ngã năm Chùa Hang, cô chú anh chị mình đi hướng mà Tô Ký đi xuống á, thì chưa qua khỏi họ chưa qua còn ngã năm Chùa Hang nha cô chú anh chị. Tô Ký đi xuống đường Phạm Thị Dây. Cách ngã năm Chùa Hang tầm khoảng 30 mét thì mình rẽ trái vô ha, có cái hẻm 3 mét, 3 mét đường thông. Vô tầm khoảng 200 mét là tới nhà của chú anh chị. Rất là gần chợ Hóc Môn, gần chợ Bắp, chợ Bà Bầu, đi rất là tiện ha, đi chợ rất là tiện, xung quanh thì có chợ. Ở trên nè cô chú anh chị hai có phòng ngủ. Hai phòng ngủ nghe cô chú anh chị, ở trên thì có la phong rồi, tầng thạch cao. Cái này có một cái nhà vệ sinh nữa cô chú anh chị nè, một cái nhà vệ sinh. Hai bên ở bên hông thì có hai cái cửa sổ của chú chị để mà thu ánh sáng, hay là mình mở ra cho nó gió rồi nó mát ha. Có hai cái sổ. Giá căn này cũng cực kỳ rẻ luôn, so với cái khu vực Hóc Môn của chú chị chỉ có 2 tỷ 2 thôi bất lọc ha. Nhà này thì 2 tỷ 2 bất lọc chứ không có thương lượng đâu chú chị. Ở trên không gian mình nhìn xuống này có cái sân để xe máy, có cái hè để xe máy rất là ok ha. Phía trước á, thì mình có hai lớp cửa nghe cô chú chị, một cái lớp cửa cuốn ở phía ngoài đó nghe cô chú chị ha. Cửa trong cửa nhà chính rồi mà phía ngoài nó có một cái lớp cửa cuốn nữa. Cô chú chị nào mình quan tâm mình mua mình ở hay mua kinh doanh á, hoặc để cho thuê á, thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình ha, 0898028417 dẫn mình xem nhà. Theo dõi video thì cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ của chú chị nha. Em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Xin hẹn gặp lại ở một sản phẩm tiếp theo ạ.